Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay bên mình có cái sản phẩm rất là mới cho tất cả các anh em bệnh rắn và người nào có máu lạnh thì muốn sở hữu cái nòng bẫy rắn này thì cứ liên hệ với cả thiết bị chăn nuôi Mai Dung, địa chỉ Xung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh, bắt được các loại rắn, đặc biệt là rắn hổ mang bệnh. Các bác hay nuôi gia cầm, gia súc thì rắn nó hay lởn vởn vào khu vực trang trại, thì các bác muốn bám sống con rắn hổ mang bệnh hay ăn gà của các bác, ăn trứng của các bác thì cứ báo em xuất hàng cho. Bên em bán từ 5 cái trở lên, 5 cái trở lên, một thùng có 5 cái, 5 cái trở lên. Đây các bác xem là cái đường vào của nó rất là nhạy, chui vào phát là dập luôn, không cần đường ra. Đấy các bác xem, lòng rất là chắc chắn. Và những người có kinh nghiệm 15 năm mới làm được cái lòng này nhé.